làm này. William. William là tên này từ Đức, từ Đức ra. Lúc nào cũng như là dáng hết sức, không? Làm cái việc gì cũng dáng hết sức, người thân thiện, down to earth là như là bình dân, không? Không có màu, không có màu mè, rất là thương, yêu thương mọi người, và có những cái như là ý nghĩ rất là cao cả, không? Những cái những cái tính, những cái ý nghĩ, những cái lý tưởng rất là cao cả. Solid là người rất là đàng hoàng và thật thà và thật, rất là đẹp trai, đúng view luôn á, rất là lanh, nhưng mà quyết định rất sáng suốt, nên mọi người rất là hợp. Đúng hai cái tên, hai đứa đó luôn á nha, hay quá.